Kính thưa quý vị, hàng chục năm qua, đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời từ năm 1943 đã thức tỉnh đội ngũ văn nghệ sĩ, mở ra nền văn nghệ cách mạng với những áng thơ văn bất hủ, tạo nên sức mạnh tinh thần cho triệu triệu người Việt Nam. Thế nhưng trong nhiều năm trở lại đây thì mỗi năm cả nước có gần 3.000 tác phẩm văn chương được ra mắt, chiếm khoảng từ 10 đến 12% thị phần xuất bản, nhưng thiếu những tác phẩm đỉnh cao, tác động mạnh mẽ đến tư tưởng và tình cảm của người đọc. Đó có phải là trách nhiệm của thế hệ nhà thơ, nhà văn hiện nay đối với nền văn học nước nhà? Trên kệ sách văn học của hầu hết các cửa hàng, tiểu thuyết ngôn tình nước ngoài chiếm tỷ lệ áp đảo. Còn mảng văn học trong nước, chủ yếu là những tác phẩm vang bóng một thời được tái bản. Năm ngoái, nhiều tác phẩm dự giải thưởng Hội Nhà văn rất điêu luyện về nghề viết nhưng không được trao giải. Chúng tôi không thể trao giải những tác phẩm đó, bởi vì ở trong đó người ta không dẫn anh con người đi hướng về những điều tốt đẹp, mà nhà văn thì lại dẫn con người vào trong cái đường hầm, càng đi càng thấy tối và không có khả năng để tìm thấy con đường, tìm thấy niềm hy vọng hay tìm thấy những vẻ đẹp của đời sống cho chính mình. Và chính vì đó nó đánh mất đi cái phần nhân văn, cái phần tư tưởng và cái phần rất vô cùng quan trọng trong một tác phẩm văn học. 3 năm đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến kinh tế, xã hội và văn hóa. Đây là thời điểm công chúng chờ đợi sân khấu, âm nhạc, văn học có nhiều tác phẩm để chữa lành những vết thương, thắp lên niềm tin và hy vọng. Nhưng vẫn là một khoảng trống. Khá nhiều, phải nói là chiếm cái phần lớn ấy, là đào quá sâu vào cái u uẩn, cái tôi nó quá là riêng biệt và nó tách, nó không có cái âm vọng của đời sống thực tiễn, của đời sống nhân quần. Thành thử ra là nó đánh mất bạn đọc. Thế đây là điều rất tiếc. Những năm đầu đổi mới, văn học Việt Nam xuất hiện những tác phẩm đỉnh cao như Tướng về hưu, Nỗi buồn chiến tranh hay Mảnh đất lắm người nhiều ma, mang hơi thở cuộc sống. Nhưng hơn 3 thập kỷ qua, văn học trong nước đang thiếu vắng các tác phẩm giá trị. Nếu nói rằng những tác phẩm lớn là những tác phẩm mang các cái nỗi đau lớn của thời đại, mang cái tâm trạng khát vọng lớn của con người ở thời điểm ấy, ở cái thời đại ấy, thì cái ghi nhận của mấy chục năm vừa qua thì chúng ta đúng là chúng ta cũng chưa có những ghi nhận của những tác phẩm lớn. Chúng ta đã thấy được một số tác giả, nhưng để có những cái tác phẩm lớn có thể gây chấn động và mở ra một cái giai đoạn mới trong thời kỳ văn học Việt Nam thì có lẽ chúng ta vẫn phải đang chờ đợi. Hơn 35 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, song văn học lại chưa được như vậy. Đó là câu hỏi lớn chưa được trả lời.